Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 13 tháng 12 đã tổ chức giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Đức Thành. Theo đó, Công ty Thuận Lợi là chủ đầu tư dự án khu nhà thương mại Thuận Lợi 2 ở phường Hòa Lợi thị xã Bến Cát. Dự án có 997 căn nhà, trong đó có 748 căn nhà ở thương mại liền kề, 249 căn nhà ở xã hội, dự án đã xây dựng đạt tỷ lệ 41%. Đối với dự án nhà ở thương mại Đất Thành ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Đất Thành là chủ đầu tư, có quy mô 435 căn nhà ở, trong đó gồm 395 căn nhà ở liền kề và 40 căn nhà ở biệt thự. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2022 đạt 95%. Tại buổi giám sát, các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn như việc chờ đợi thẩm định giá làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, cần tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, sớm phân phối sản phẩm đến người dân. Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện dự án, đoàn giám sát đánh giá cao việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn để triển khai thực hiện dự án. Đối với khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đoàn giám sát sẽ ghi nhận tổng hợp và có ý kiến kiến nghị chuyển đến cơ quan chức năng trong thời gian tới